Dạ con chú anh chị ơi, bữa nay em tiếp tục xuống chạy kéo vỏ giao cho khách ha. Thì nói chung bữa nay là em giao cho đại lý trên Củ Chi Bình Dương ha. Chiếc này là 5.4 ha. Này chụp gió xanh két, qua dân xanh két hai bên. Chiếc này là 5.9 km, xanh két luôn ha. Còn chiếc này là 6.7 m, lái 1.1 m. Chiếc đây là 5.9 km. Này là công đoạn vô công. Còn bên đây 5.4 m. Chiếc bên đây vô công xong rồi. Này mình cắt ra vô đây. Rồi sau đó là thêm hai block keo nữa, sợi nữa. Rồi xong cắt mấy cái ghìa này rồi mới gáp chụp gió trên. Như mấy chiếc này vô me xong nha cô chú anh chị. Đây vô me xong xong rồi mới chụp kèo vô công. Chiếc này vô me xong rồi. Đây chiếc này trong quá trình vô me xong rồi bắt đầu kéo sợi chia đều ra hết ha. Từ phần mũi tới phần lái. Còn chiếc này là 81 S3, chiếc này em làm giao cho khách ở Long Sơn Vũng Tàu ngay cầu Bình Anh đây. Còn 3 giờ công sau này là kéo cao lên. Này phần lái là bít he. Này là chiếc này phần lường là em quét màu xanh dương thôi, màu xanh xanh chụp gió này luôn em, nhưng mà nó hơi lệch hơn tí xanh dương. Rét màu xanh lương nó sẽ nổi hơn, nó đẹp hơn. Qua dân màu đỏ hai bên. Chiếc này vô men xong rồi quét sợi keo. Cái đó là lớp bố à? Không cọ quất tay luôn hả? Anh lính này cũng chơi vô lấy tay một lần luôn. Tâm nhất là không có xài cọ bọng như chân lấy tay quét luôn à. Chiếc này 5.9 nè. 6.3 lái 1 m.